sân. Hôm nay là nhà tặng số của nhà ngươi rồi. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chắc nhà ngươi tưởng ta không đói à? Để ta xem nhà ngươi có tài cán gì mà dám nói với ta như vậy. Được, hãy xem đi. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ thì ngươi có tài cán gì, hãy chẩu ra cho ta xem. À, vậy là ngươi không biết rồi. Cái chiêu tay chân gặp nhau rồi xa nhau của ta hả? Xem đây. Nhanh quá còn thấy phải không? Ta múa lại cho ngươi xem đã. Tay chân gặp nhau, hai chân gặp nhau rồi xa nhau. Nhà ngươi có dỗi á, bỏ con ra chơi tay đôi với ta không? Chị nhỏ xem ta đây. Trời ơi, rảo. Nhà ngươi đừng có phách lối như vậy, xuất chiêu đi. Được. Dừng ta lại! Giữa bằng nghe bằng mắt. Hai người ngươi giữa bằng lộng hành để công cộng như vậy hả? Các người không biết ta là ai hả? Ngươi! Đi qua bên kia đứng! Giáp đi! Qua bên kia đi. Mọi người, đứng qua bên kia cho ta. Dọc đi, tránh ra chút nữa. Các người có biết đứng nhìn như thế này? Làm sao ta lấy cái chày được? Quá đáng lắm luôn. Lấy cái chai. Có chuyện gì mà sầm vậy?
hay gì mà ông sùng hai đứa, có gì ông anh giúp cho mình cãi nhau chứ gì. Sao chuyện sao nói nghe tôi giải quyết cho. Từ từ bây giờ nè, nói từ từ thôi, hai đứa nói lượt không có nghe được trời. Nó nói cũng không có nghe được luôn á, nói lại luôn đi, nói lại một cái nữa thôi để cương nó nghe chưa được luôn á. Rồi vô nói lại vô. Anh nói đi. Được rồi, được rồi. Bây giờ ha, từng đứa một nói thôi nha, nói gì không có ai không có nghe được cái gì hết á. Từng đứa một nói. Bây giờ thằng ốm này nói trước đi. Thôi mình đang ốm này yếu lắm. Bây giờ mập nè, mập nói trước đi. Thôi mà mập không, mập mập đen cho ăn. Ủa mày ốm nó cũng đen nữa. Phải cho nó cái mặt nó ngu ngu cho nó nói trước đi. Không hai mặt ngu như nhau mà. Bây giờ là đứa nào muốn nói trước đứa tay. Thôi thôi, nhức đầu, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Bây giờ nè, có cách nào mà ngắn gọn đơn giản mà dễ hiểu không? Đâu? Không đeo. Trời ơi, tưởng cái gì? Không đeo là sao? À, trời, không đeo, à là hai cái ly nước là chia không có đều phải không? Rót không có đều phải không? Trời ơi, tưởng cái vụ gì? Khó à, vụ này căng à, đơn giản đâu. Để anh coi nghiên cứu coi mà miếng giờ là làm sao cho nó đều thôi phải không. Để anh tính coi. Rồi anh có cách rồi. Ly này nhiều hơn ly này quá. Bên này nhiều hơn. Để anh uống mình đi một miếng cho nó đều. Chưa có đều. Ủa dễ thôi. Bên đây nhiều hả? Để anh uống bên đây lại cho đều luôn nè. Cũng không có đều. Ừ, đúng rồi, không đều. Này nhiều hơn hả? Nhiều hơn, này uống này nhiều hơn. Hả? Được chưa? Càng không đều, không đều. Ừ, không đều nữa, đúng. Đúng, càng không đều. Tờ ta, khó à nha. Làm phát coi, nữa coi. No quá, no. Bà, bây giờ được chưa vậy? Bây giờ mới đều. Ai đều? Thôi, hai đứa ở đây từ từ uống nước đi, đừng có cãi nữa nghe chưa? Thôi, anh giúp người anh không có cần cảm ơn đâu. Cứ đây uống từ từ uống nước đi. Cho anh xin cái chai này được rồi. Thôi từ từ uống nước em. Anh đi à? Đây.
Là cô gái bồng bơ sinh nhật nhưng đêm giang trời đã đi rồi thằng tèo 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 cho tôi yêu nhau bao đêm nói em bao đêm thằng tôi đã vui em nhiều đẹp như một người mẫu. Chỉ còn mình ta với khuôn mặt trống. Thích là gạt được mày. Mày ngon lắm. Nghỉ chơi đi. Tính ta cũng được một chai. Đi đi mày. Rồi, đi chơi. Trần Khánh Production. Thương sao không thương? Tự nhiên ai hỏi như vậy. Nhiều không? Nhiều sao không nhiều? Không thương em á. Không lẽ anh thương thằng quen phim? Em có tin đâu. Không tin, thời em thôi luôn. Thôi anh á, mốt bỏ em nha. Anh biết rồi mà. Em mà thiếu anh thì em sống không nổi, em chết luôn. Nói bậy không à. Mà anh sống không có em chắc anh cũng chết. Ta mà không lấy được cái chai này ta ngồi ta đợi chắc ta cũng chết. Ha ha ha!
sân. Tiền phụ không? Ờ, tiền phụ, tiền phụ. Hả hả? Đếm đi. Phải rồi nè. Dế nè. Phải này không? Phải. Phải. Trời ơi, chạy đi chết chết. Khủng quá. Ừ. Ê. Xong chưa? Rồi. Chạy đi. Ờ, quên. Trời ơi. Được theo. Xì, xì. Mệt quá. Chết nổi. Dạ, xin lỗi, em xin trả lại cái vỏ. Em xin lỗi. Cảm ơn anh nha. Anh ơi. Hử? Anh lần này thôi nghe mày, lần sau là mày an toàn á. Dạ em biết rồi. Dạ. Dạ. Nhóc. Để đó anh. Xin lỗi nha. Oh no. I did not.
của mày ơi. Hồi nãy em gặp kia rồi anh, em tưởng đâu anh. Ồ em gọi đầu nó một cái bông luôn. Ông, tao là thằng hồi nãy mày mới gõ đầu nè. Không để đi không gì nhớ em có vấn đề ta. Đầu có vấn đề rồi đó. Nãy giờ ngồi có chỗ à, có đi đâu đâu. Trời đất ơi. Ồ mà chắc không phải vậy đâu. Anh cu quẹo của em á là gõ cái chai vô cái đầu á là nó kêu cứ bum luôn. Mà nãy kêu em nè, đã ông gọi ông gõ lại lần nữa coi. Mạnh mạnh lên nè. Oh no. Không mà cái này em gõ em nghe không có rõ lắm. Gõ mạnh lên, tao kêu mày gõ mạnh lên. Mạnh nha. Ừ. Trời ơi. Ờ. Không phải kêu cái bùm. Nó kêu cái bạn. Anh lỗi mày rồi. Không có phải, tao phải cô quẹo. Đúng rồi mà. Không lẽ không phải cô quẹo thiệt ta. Thì ta. Anh giống cô quẹo lắm luôn á. Nè, muốn chắc chắn á, gõ lại lần nữa đi. Nghe kỹ nha. Nè, mạnh lên. Anh không phải anh cứ quẹo rồi rồi. Anh kêu cái bọt không à. Anh không phải anh kêu cái bơm rồi. Không phải anh lỡ anh nha. Nhớ anh cứ quẹo chứ phơi quá à. Anh cứ quẹo quá. Nói rồi không nghe. Quẹo đâu đây. Quẹo quẹo. Giờ chơi quýnh tù xì nha, ai thua giữ luôn. Wow. Oh. Quýnh tù xì. Trời thua. Oh no. Trước luôn. Trời chơi hút lát rồi cứu tao với. Tưởng gì chuyện nhỏ mày chết một mình. Thank you.
đây là Hoàng Chí Thực Sự. Kính thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước như hiện nay, thì việc mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư của các nước trên thế giới và Việt Nam là một trong những nhu cầu hết sức cần thiết. Cùng với sự hội nhập này thì các ngân hàng lần lượt ra đời, với sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất nhằm thu hút khách hàng trong việc vay vốn và gửi tiền tiết kiệm. Vì vậy, để chọn lựa cho mình một ngân hàng chất lượng uy tín thì thái độ phục vụ của nhân viên đối với khách hàng là một trong những yếu tố hàng đầu. Điều đó cho thấy rằng chúng ta không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nó sẽ dẫn đến những sai lầm hết sức nghiêm trọng. Đây đây, vô đây, vô đây. Dạ. Ở đây đi em. Ở đây em. Ừ. Dạ. Uống nước nha. Sáng giờ đâu có uống gì đâu khác. Mà anh giống thì cũng được á. Ủa, ngân hàng người ta là phải có chỉ tin với chi rồi úp lạnh uống cho nó mát cho khách hàng, nó nóng nực vậy. Không có nước úp lạnh rồi. Rồi, được rồi, để lần sau rút kinh nghiệm. Ừ, thôi lần này rồi có nước trà, rồi uống nước trà đỏ á, chứ không có khác đâu á. Uống này là uống đỡ thôi chứ không có khác. Này uống hồi chứ nó không có đạn khác gì hết. Rồi, để rút kinh nghiệm. Giờ sao? Có gì nói, anh giúp đỡ cho. Em muốn gửi tiền tiết kiệm. Anh nhìn là anh biết rồi. Mà ít quá được. Không có sao, đừng có ngại gì hết á. Dạ. Ngân hàng của anh á, uy tín từ trước giờ. Tụi anh á là rất cần những người giống như là em vậy. Mình có ít rồi mình gửi ít, chừng nào mình có nhiều thì mình gửi nhiều. Ai cũng vậy mà em. Giờ sao em gửi nhiều. Hiểu được rồi em, chết gì. Nãy giờ giỡn anh lời nha. Oh no. 5 triệu không? Nãy giờ giỡn anh nha. Anh làm cách đời luôn chứ có luôn á. Này, trời lớn hả? 5 tỷ hả? Giỡn thôi nha. Em có giỡn đâu, nãy anh nói như vậy cũng được. Tại anh nói bộ không được thôi. Gì vậy? Thôi, để đi làm giấy tờ cho. Đây. Đây, hợp đồng anh. Dạ. Thôi em đọc đi rồi ký lên cho Lana. Em không có biết đọc, em biết viết rồi chứ em biết đọc. Thôi ngân hàng bên uy tín mà. Em cho chọn nào chỗ nào ký, em ký luôn rồi rồi à. Chơi nữa. Đây. Mà ký vô đây cho nè. Ồ, dạ. Thầy phải không? Viết vô chỗ này phải không? Đó, anh coi được chưa? Hả? Anh viết gì vậy? Nãy nói rồi, người ta biết viết chứ, đâu có biết đọc đâu. Em đâu biết đọc. Trời ơi, hôm nay gặp cái gì không vậy trời? Không lẽ sợ thử sức kiên nhẫn của tôi. Đây, ở đâu em xong rồi đó. Ông Mạnh ơi, em có ý kiến nhỏ lên rồi. Được, em cứ nói đi.
anh làm ơn anh làm giùm em năm cái hồ sơ giống vậy đó đi. Tại em gửi tiền tiết kiệm giùm năm người luôn á, số tiền đó gửi cho năm người luôn. Em có ý kiến nhỏ nữa được không? Được, em cứ nói đi.